Xin kính chào quý vị và các bạn. Ba biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày mùng 10 tháng 5, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng thẳng đứng, trước việc giá vàng trong nước liên tục xác lập kỷ lục mới. Các chuyên gia cho rằng khi nguồn cung vàng trong nước không tăng thì giá vàng sẽ tiếp đà tăng theo thế giới. Một số dự báo lạc quan cho rằng thị trường vàng thế giới có thể leo lên mốc 3.000 đô la Mỹ một ao trong thời gian tới, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và nguy cơ xung đột quân sự vẫn khó lường, cộng thêm lực mua từ các ngân hàng trung ương nhằm đa dạng hóa kho dự trữ ngoại hối, cũng như lực mua từ các nhà đầu tư cá nhân, chủ yếu là tại châu Á. Trong trường hợp giá kim loại quý này có thể leo lên mức như thế, giá vàng thế giới quy đổi có thể ở mức 92,6 triệu đồng một lượng nếu tính theo tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng là 25.600 đồng. Nếu tranh lệch giữa giá trong nước và thế giới còn duy trì ở mức 19 triệu đồng một lượng như hiện nay, giá vàng SJC trong nước có thể chạm mốc 110 triệu đồng một lượng, tức có thể tăng thêm 22% từ mức hiện nay. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, dù ngân hàng nhà nước có mở thêm các phiên đấu thầu, nhưng với mức giá tham chiếu quá cao như vừa qua, thì khả năng cũng sẽ bị hủy nguồn cung không đủ trong khi cầu vẫn tăng thì giá vàng trong nước sẽ ngày càng tăng do ngân hàng nhà nước không thể bình ổn được thị trường vàng theo những cách truyền thống theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cũng đánh giá, vàng SGC trong nước từ trước đến nay nguồn cung vẫn ít hơn cầu. Đây là nguyên nhân giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Vấn đề quan trọng là các doanh nghiệp kinh doanh vàng có dự báo về giá vàng như thế nào, từ đó có dám mua hay không. Nếu lượng cung không tăng, các doanh nghiệp vàng không muốn đấu thầu, thì trong trường hợp giá vàng thế giới tăng lên 2.400-2.500 đô la Mỹ một ao, giá vàng trong nước có thể lên đến 100 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế cho rằng trong năm nay, khả năng giá vàng miếng SJC lên đến 100 triệu đồng là thấp, xác suất chỉ khoảng 30%. Lý giải cho điều này, chuyên gia dự báo sẽ có sự can thiệp của cơ quan quản lý nhà nước trước tình trạng giá vàng tăng quá nóng như thời gian vừa qua. Mặt khác, nếu giá vàng tăng quá cao và đến ở thời điểm mà người ta không thể mua được nữa, thị trường vàng sẽ tụt giảm nhanh chóng, lúc đó bong bóng giá vàng sẽ vỡ cũng có một số ý kiến cho rằng điều quan trọng hơn vẫn là phải có một giải pháp xác định một cách tương đối cung cầu hiện nay của thị trường để xác định những diễn biến tăng giá hay tranh lệch giữa giá thế giới và trong nước ngày càng mở rộng thật sự có phải đến từ lực cầu quá vượt trội so với nguồn cung hay chỉ là do bàn tay thao túng giá của các tay chơi lớn Tương tự ông Ngô Thành Huấn, CEO công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý gia sản FIDT cho rằng, kịch bản giá vàng lên 100 triệu đồng một lượng trong năm nay dự báo sẽ không xảy ra, do đó người ôm vàng vẫn đang chờ đợi giá vàng còn tiếp tục tăng mạnh sẽ gặp nhiều rủi ro. Còn về thời điểm thích hợp để mua hay bán vàng, ông Huấn khuyến nghị công thức 10-15%, khi giá vàng tăng với biên độ 10 đến 15%, người ôm vàng có thể bán ra, nếu giá vàng giảm, người đầu tư có thể mua vào. Mỗi nhà đầu tư có một khẩu vị riêng, sẽ có quyết định riêng về thời điểm mua bán hay tỷ trọng bán ra trong danh mục tài sản. Tuy nhiên, đó chỉ là những dự báo và cách tính đầy lạc quan, còn thực tế rủi ro của giá vàng hiện nay là khá lớn. Nếu nhà đầu tư mua thời điểm này, rủi ro thứ nhất là dù thị trường vàng thế giới vẫn đang ở trong xu hướng tăng dài hạn, nhưng theo phân tích của các công ty vàng, xu hướng trung hạn đang phát đi những tín hiệu có thể điều chỉnh sau mạch tăng khá mạnh từ tháng 10 năm ngoái đến nay, đặc biệt là trong 2 tháng vừa qua vì vậy những người mua ở vùng giá cao vào lúc này có thể mất chi phí cơ hội trong trường hợp thị trường cần phải mất nhiều thời gian hơn dự tính để leo lên được mức giá như vậy rủi ro thứ hai là mức tranh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đang duy trì khoảng cách rất xa nhưng khó mà duy trì trong thời gian dài vì điều này sẽ làm hạn chế người mua khi đó mức giá dù neo cao nhưng chủ yếu đến từ động cơ giữ giá của người bán hơn là lực cầu từ người mua chưa kể chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước sẽ phải tiếp tục tìm mọi giải pháp để bình ổn giá thị trường này khi mà giá vàng tại việt nam thường có những tác động tâm lý đến các mặt hàng khác góp phần tạo nên lạm phát kỳ vọng và giảm giá sức mua đồng tiền có thể thấy đề xuất về đánh thuế, giao dịch vàng, yêu cầu mua bán phải có hóa đơn hay cấm dùng tiền mặt thanh toán mua bán vàng. Thanh kiểm tra các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh vàng chính là một trong những rủi ro khác mà các nhà đầu tư trên thị trường này cần phải xem xét ngoài rủi ro về giá. Mới đây, Tổng Cục Thế kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu trình cấp thẩm quyền, quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua bán kinh doanh vàng. Các chuyên gia đánh giá đề xuất bắt buộc giao dịch mua bán vàng qua tài khoản ngân hàng sẽ bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng cũng như tránh thất thu thuế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu đề xuất này áp dụng thì nên tùy theo khu vực và không nên cứng nhắc. Theo báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, ông Nguyễn Tiến Dũng, cục phó cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đề xuất trên với Tổng cục thuế Bộ Tài chính là hợp lý, vừa tránh thất thu thuế vừa bảo vệ quyền lợi người bán và người mua hàng. Theo ông Dũng, vàng là hàng hóa đặc biệt, giao dịch kinh doanh vàng như giao dịch tiền tệ nên việc quy định mua bán vàng bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt là cần thiết. Như hóa đơn điện tử đã được triển khai từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 trên toàn quốc đối với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Theo đó, 100% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đã sử dụng hóa đơn điện tử. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, theo ông Nguyễn Tiến Dũng, cục phó cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố đều xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng. Bên cạnh đó, 100% các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố đều thực hiện xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Cũng theo ông Dũng, hiện nay, hầu hết người dân ở thành thị hay nông thôn đều có tài khoản ngân hàng sử dụng điện thoại thông minh, nên việc thanh toán chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng không gặp vướng mắt do đó đề xuất bắt buộc thanh toán không tiền mặt khi mua bán vàng là hoàn toàn có thể triển khai hiệu quả. Ông Dũng nhận định rằng khi đó cơ quan thuế sẽ quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng, tránh thất thu ngân sách. Thứ hai, người dân khi giao dịch mua bán vàng cũng an tâm hơn, bảo đảm hơn. Liên quan đến đề xuất cấm dùng tiền mặt khi mua bán vàng, luật sư Nguyễn Đức Nghĩa, phó giám đốc trung tâm hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp vừa và nhỏ, thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thông tư 96 trên 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đã có quy định cụ thể. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, giá đã bao gồm giá trị gia tăng khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Căn cứ theo các quy định trên nếu doanh nghiệp có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt qua các phương thức thanh toán như bù trừ, ủy quyền, bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng thì cũng được đưa vào chi phí được trừ. Như vậy, hiện các doanh nghiệp kinh doanh vàng khi giao dịch trên 20 triệu đồng mỗi lần đều phải thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng thì mới được khấu trừ chi phí tính thuế thu nhập cá nhân. Ông Nghĩa cho biết thêm, đề xuất bắt buộc giao dịch mua bán kinh doanh vàng không dùng tiền mặt hoàn toàn có thể triển khai dễ dàng, nhất là ở các đô thị lớn. Giờ bà bán hủ tiếu gõ bán vỉ hè cũng nhận thanh toán chuyển khoản, việc thanh toán không tiền mặt gần như khá phổ biến. Do đó, việc giao dịch vàng nửa chỉ, vài phân vàng thì giá trị cũng khá cao, thanh toán chuyển khoản ngân hàng là hợp lý. Tuy nhiên, ông nghĩ cho rằng cũng không nên bắt buộc cứng nhắc mà phải tính toán theo khu vực. Ví dụ như ở vùng sâu vùng xa vẫn có nhiều người dân họ không có tài khoản ngân hàng, không có điện thoại thông minh thì quy định bắt buộc là không phù hợp. Khảo sát thị trường vàng tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay, ngày 10 tháng 5 cho thấy lượng người xếp hàng chờ mua vàng nhẫn đông hơn nhiều so với ngày thần tài. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ diễn ra tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn Nguyễn Thị Minh Khai quận 1. Trong khi đó, các cửa hàng vàng trên đường Tân Định và cửa hàng vàng PNJ trên đường Hai Bà Trưng lại bắn. Theo báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, bà Nguyễn Thúy Hành quận 1 cho biết, mấy tuần trước thấy cửa hàng SJC giới hạn mỗi người chỉ được mua 5 chỉ vàng nhẫn 4 số 9 đã khiến người mua thấy bất tiện rồi, vậy mà giờ đây mỗi người chỉ được mua tối đa 3 chỉ vàng nhẫn 4 số 9 trong một ngày, muốn mua thêm thì phải quay trở lại đây vào hôm sau hoặc đưa thêm người thân đi cùng để lách được mua gấp đôi số lượng vàng nhẫn chị Tuyết Anh chia sẻ. Hiện SJC vừa chấp nhận thanh toán bằng thẻ, vừa thanh toán bằng tiền mặt. Chính vì vậy, chị ghé qua khu thanh toán bằng thẻ ATM để mua 3 chỉ, sau đó đến khu thanh toán bằng tiền mặt để mua thêm 3 chỉ nữa. Với cách này, nếu đi hai người là dư sức mua được 1,2 lượng mỗi lần. Trong khi đó, ở quầy giao dịch mua bán vàng miếng lại ghi nhận số lượng người đến bán nhiều hơn so với người đến mua. Anh Tuấn, một nhà đầu tư cho biết, khi giá thu mua của vàng miếng lên cao 88,5 triệu đồng một lượng và bán ra đang ở mức 90,8 triệu đồng một lượng, tôi quyết định bán vàng miếng SJC để mua vàng nhẫn. Có thể đây chưa phải là đỉnh của vàng miếng SJC, nhưng nếu càng chờ đỉnh mới thì giá vàng nhẫn cũng có khả năng lên mốc cao mới. Giờ đây cứ bán một lượng vàng miếng SJC, tôi sẽ mua lại được thêm 11,5 chỉ mà không cần thêm bất cứ đồng nào. Cũng trong sáng nay khảo sát tại cửa hàng trang sức P&J trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, vào lúc 9 giờ 30 phút thì gần như không có ai mua bán vàng. Ngoài ra, tại đây không có vàng nhẫn SJC, còn đối với vàng nhẫn P&J chỉ còn loại 2 chỉ và hết sạch vàng nhẫn 4 số 9 loại 1 chỉ. Nhưng nếu muốn mua thì cũng chỉ mua được 6 chỉ mà thôi.